kiểm tra điểm kinh doanh ở địa chỉ số 41 đường Đông Hưng Thuận 13, quận 12. Đội quản lý thị trường số 27 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nơi đây đang tàng trữ kinh doanh hàng ngàn sản phẩm túi xách có dấu hiệu giả mạo, làm nhái nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Gucci, Chanel, LV, Versace. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ mua bán, hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ. Bước đầu chủ cơ sở cho biết, số hàng này được đặt gia công ở miền Bắc, sau đó chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để đưa đi bán sỉ ở các tỉnh phía Nam hoặc bán qua mạng. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm, niêm phong và thu giữ toàn bộ số sản phẩm của cơ sở trên để xử lý theo quy định.